Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 9 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zen Cabo theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Paroli nói, Vatican muốn gia hạn hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc. Roma Trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan đến hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục sẽ hết hạn vào tháng 10, Đức Hồng Y Parolin nói, ý muốn của chúng tôi là nó sẽ được gia hạn và chúng tôi tiếp tục áp dụng nó. Bên lề hội nghị nhân dịp kỷ niệm 45 năm Hiệp định Elski được tổ chức tại Đại sứ quán Ý, cạnh Tòa Thánh, với sự tham dự của Thủ tướng Giuseppe Conte Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng, ngài nghĩ và hy vọng rằng phía Trung Quốc cũng muốn gia hạn hiệp định, ngay cả khi những kết quả đầu tiên này không đặc biệt nổi bật. Đức Hồng y giải thích lý do và mong đợi của Tòa Thánh trong việc ký hiệp định. Với Trung Quốc, mối quan tâm hiện tại của chúng tôi là bình thường hóa đời sống của giáo hội càng nhiều càng tốt để đảm bảo rằng giáo hội có thể sống một cuộc sống bình thường mà đối với giáo hội công giáo cũng là có quan hệ với tòa thánh và với Đức Giáo Hoàng. Và tất nhiên, tất cả những điều này cũng dựa trên sự sống chung hòa bình, tìm kiếm hòa bình và vượt qua căng thẳng. Nhưng quan điểm của chúng tôi là về vấn đề giáo hội. Trong dịp này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng trả lời câu hỏi của các ký giả xem mới đây Đức Thanh Tre có gặp Đức Hồng Y Tạc Lê không vì Ngài mới bị nhiễm virus corona. Đức Hồng Y nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco liên tục được theo dõi và ở Vatican không có cảnh báo cụ thể nào, chúng tôi khá thận trọng trong việc này. Đức Cộng Y nói với các ký giả là chính ngài cũng có nguy cơ bị nhiễm virus trong chuyến thăm đi bằng. Ngài nói, thật ra tôi đã xét nghiệm tăm bông hai lần để cho chắc chắn, nhưng tất cả chúng ta đều có nguy cơ nhiễm. Tôi tin rằng chúng ta phải nhìn nhận sự việc với hiện thực tỉnh táo, thận trọng. Tất nhiên chúng ta không phóng đại sự việc, nếu không chúng ta phải đóng cửa một mình ở trong nhà và không bao giờ ra ngoài nữa. Giáo phận San Francisco kiểu thánh thể cầu nguyện cho được tự do cử hành thánh lễ. San Francisco Đức tổng giám mục của San Francisco đã kêu gọi tín hữu Công giáo tham gia các cuộc rước thánh thể trên toàn thành phố vào ngày 20 tháng 9. Các cuộc rước này sẽ nhập chung với nhau và cùng nhau đi qua tòa thị chính trước khi cửa hàng thánh lễ bên ngoài nhà thờ chính tòa của thành phố. Các cuộc kiệu thánh thể một phần là để phản đối các hạn chế của thành phố đối với việc thờ phượng công cộng. Trong một ghi chú gửi các linh mục hôm ngày 13 tháng 9, Đức Tổng giáo mục Salvatore Cordileone cho biết các cuộc rước kiệu thánh thể riêng biệt sẽ bắt đầu tại các giáo sứ Thánh Anthony, Thánh Patrick và Sao Biển và sẽ quy tụ tại quảng trường United Nations gần tòa thị chính San Francisco sau đó, các đoàn rước kết hợp sẽ đi qua tòa thị chính thành phố để đến nhà thờ Đức Maria lên trời. Tại đây, các linh mục sẽ đồng tế với Đức Tổng giám mục, cử hành tháng lễ ngoài trời và giữ khoảng cách xã hội. Thị trưởng San Francisco, ông London Priest đã thông báo rằng, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, các nơi thờ phượng có thể có 50 người tham dự cử hành các tôn giáo ngoài trời. Ngoài ra, cầu nguyện riêng trong nhà được phép, nhưng chỉ được phép một người một lần. Trước đây, các cửa hàng tôn giáo ngoài trời chỉ giới hạn 12 người, còn tất cả các cửa hàng trong nhà bị cấm. Trong khi đó, các khách sạn ở San Francisco được mở cửa trở lại hoàn toàn, các phòng tập thể dục trong nhà được mở cửa trở lại với 10% sức chứa và hầu hết các cửa hàng bán lẻ được phép hoạt động với 50% sức chứa. Trong khi các trung tâm thương mại bị hạn chế ở mức 25%, các phòng tập thể dục hoạt động trong các tòa nhà chính phủ dành cho các sĩ quan cảnh sát và nhân viên chính phủ khác đã mở cửa trở lại. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng trong khi các dịch vụ kinh doanh tiếp xúc trực tiếp với khách, ví dụ như tiệm làm tóc, tiệm làm móng và tiệm massage cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 9. Nhưng chúng tôi chỉ được một người vào nhà thờ cầu nguyện mỗi lần, Đức cha Collineone cho biết các linh mục trong Tổng giáo phận mỗi Chủ nhật dân nhiều thánh lễ ngoài trời và giữ khoảng cách để giữ các biện pháp phòng ngừa. Hồi tháng 5, Tổng giáo phận đã gửi cho chính quyền kế hoạch an toàn, nêu rõ cách thế các nhà thờ có thể mở cửa cho các cử hành trong nhà thờ cách an toàn, nhưng thành phố không trả lời về kế hoạch này. Vatican phản đối việc Belarus vô hiệu hóa hộ chiếu của Đức cha Kolkrusevic Belarus Bộ trưởng Nội vụ của Belarus đã tuyên bố rằng hộ chiếu của Đức Tổng giám mục service không còn giá trị nữa. Vatican kiên quyết yêu cầu để ngài được trở về nhiệm sở và tiếp tục phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Ngày 31 tháng 8, Đức Tổng giám mục Tadeusz Koncrousevic của giáo phận Minsk, công dân của Belarus, đã bị chặn ở biên giới nước này khi ngài trở về sau chuyến thăm Ba Lan. Một ngày sau đó, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus giải thích rằng Đức tổng giám mục bị đưa vào danh sách những người bị cấm nhập cảnh vào Belarus và Nga. Theo giáo hội công giáo địa phương, chính phủ đang vi phạm luật quốc gia. Theo đó, không công dân Belarus nào có thể bị từ chối nhập cảnh. Theo trang web giáo hội công giáo Belarus, ông Anatoly Lapo, người đứng đầu cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia, đã bị minh cho lệnh cấm nhập cảnh đối với Đức tổng giám mục bằng cách nói rằng đó là quyết định của Bộ Nội vụ cơ quan đã tuyên bố hộ chiếu của Đức Cha không còn giá trị. Trang web cũng công bố lá thư chính thức của Bộ trưởng gửi Đức Cha Kohl Trong thư cũng nói rằng Đức Cha Kohl có quyền liên hệ với Bộ Nội vụ để xác thực hộ chiếu của mình và đi qua biên giới. Vào ngày 14 tháng 9, Vatican đã công khai yêu cầu chính phủ Belarus cho phép Đức Tổng giám mục giáo phận Minsk trở về nước. Trả lời phỏng vấn bên lề một hội nghị ở Roma, Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nói với các phóng viên, Chúng tôi kiên quyết yêu cầu để Đức cha Kon Khrushchev có thể trở về nhiệm sở và tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của mình, và nhắc rằng vai trò của giáo hội là trở thành nhân tố của hòa giải, đối thoại và hòa bình. Ngài cũng giải thích rằng đây là một trong những lý do Đức Tổng giám mục Paul Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Belarus. Trợ giúp mục vụ dành cho các trường học của giáo hội Ý Roma nhằm hỗ trợ cho những người đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Hôm 14 tháng 9, ngày các trường học khai giảng, Hội đồng Giám mục Ý đã cho công bố tài liệu hướng dẫn mục vụ, giúp những người có trách nhiệm trong lĩnh vực này có những chỉ dẫn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Đức cha Mariano Crociata, Giám mục Latina Terracina Cese Priverno, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dục Công giáo nhấn mạnh trong phần giới thiệu của tài liệu Nội dung của tài liệu tỏ cho thấy giáo dục cần một dấn thân vì tính cấp bách và nhu cầu mới. Theo Đức Cha, bắt đầu từ nhà trường, giáo hội và các tổ chức có liên quan đến thế giới giáo dục và trường học được kêu gọi kết nối cộng tác nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho các thế hệ mới. Ngoài ra, Đức Cha Crochata khẳng định tài liệu trợ giúp này cũng hy vọng đóng góp một điểm khởi đầu mới trong cam kết đối với giáo dục và trường học được sinh động bởi đức tin và với con tim tự do mở ra chia sẻ kinh nghiệm đức tin vào đức Kitô là thầy và là chúa. Đối với Ernesto Diacho, giám đốc văn phòng quốc gia về giáo dục, khi nói trường học là nói đến một cộng đồng trách nhiệm, ý nghĩa cuộc sống. Đây là những điều giúp chúng ta vượt qua những thách đố phải đối diện hàng ngày. Với cái nhìn này, việc công bố tài liệu trợ giúp muốn là dấu chỉ của sự quan tâm và tình thương của giáo hội đối với các trường học và thế giới giáo dục gồm các trường học thuộc mọi loại hình và cấp học. Đức cha Crociata chỉ ra hai điều kiện hoạt động mục vụ của giáo hội trong hành trình cá nhân gặp gỡ Thiên Chúa và với người khác, không một tín hữu nào trong thế giới học đường và trong cơ cấu của giáo hội bị loại khỏi vai trò truyền giáo và chứng tá đưa đến việc khám phá Chúa Giêsu. Điều đầu tiên liên quan đến việc khắc phục một hoạt động được thực hiện gần như tách biệt với những hoạt động khác mà cộng đoàn giáo hội thực hiện, cách thức tiến hành tách biệt như vậy không thể được tiếp nhận nữa vì nó không dẫn đến những mục đích phải theo đuổi. Ý tưởng thứ hai liên quan đến ý tưởng chính trong các hướng dẫn mục vụ về giáo dục theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco, đó là sự cần thiết của một liên minh giáo dục hoặc một hiệp ước giáo dục. Giáo hội Hoa Kỳ, nhà ở là quyền chung cho tất cả mọi người. Hoa Kỳ, nhà ở là quyền chung và bất khả xâm phạm đối với tất cả mọi người và quyền này trước hết phải được đảm bảo cho những người dễ bị tổn thương nhất. Các giám mục Hoa Kỳ đã tuyên bố như trên trong khi thời gian qua có một đề xuất muốn thay đổi các nguyên tắc của Bộ Gia Cư và Phát triển Đô Thị gây thiệt hại cho những người dễ bị tổn thương. Bản tuyên bố được ký bởi Đức cha Paul Coakley, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Đối nội, Đức cha Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tự do Tôn giáo và Đức cha David Kondekla, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thúc đẩy và Bảo vệ Hôn nhân, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nêu rõ là những người công giáo, chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu của tất cả những người đến cửa nhà chúng tôi như Chúa Giêsu đã nói, ta là khách lạ và các ngươi đã đón tiếp ta. Tuyên bố của các giám mục được đưa ra vào thời điểm trong nước, một đề xuất đã được đưa ra nhằm thay đổi các nguyên tắc được Bộ Gia Cư và Phát triển Đô Thị thông qua, Thực tế, vào năm 2016, Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị yêu cầu nhà ở và căn hộ phải được quy định phù hợp với nhận dạng giới tính cá nhân. Tuy nhiên, yêu cầu này được đưa ra cách linh động, dành riêng cho các ban cho việc đón tiếp, xác định, làm nổi bật hoặc giới hạn nhận dạng giới tính. Này, đề xuất muốn áp dụng nguyên tắc của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị chung cho tất cả mọi người, không có sự linh động. Các vị lãnh đạo giáo hội viết, các đơn vị dân cư riêng lẻ hoạt động trong các hoàn cảnh cấu trúc và nguồn lực khác nhau và có thể có một chương trình cụ thể cho những người dễ bị tổn thương do đó một quy định tiêu chuẩn cho tất cả mọi người không lúc nào cũng phù hợp và hơn nữa điều này không phù hợp với luật của quốc hội và đã tạo ra các vấn đề đối với quyền riêng tư và bảo mật của người sử dụng chẳng hạn như các bà mẹ đơn thân ngược lại điều quan trọng là đảm bảo tính linh hoạt lợi ích của tất cả mọi người các giám mục Peru kêu gọi đối thoại cho cuộc khủng hoảng chính trị. Lima, trước cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng trở nên trầm trọng, các giám mục Peru kêu gọi các bên bỏ qua một bên những bất đồng để hiệp lực chống đại dịch. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Peru ngày càng trầm trọng. Sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hội đồng Bộ trưởng do Pedro Catteriano lãnh đạo vào đầu tháng 8, ngày 11 tháng 9, Quốc hội đã bỏ phiếu để bắt đầu tiến trình luận tội tổng thống Martin Vicara bị cáo buộc cảnh trở cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến ông. Các cáo buộc chống lại nguyên thủ quốc gia dựa trên một bản ghi âm, trong đó Tổng thống dường như đang thảo luận với một số cộng tác viên về cách che giấu việc sử dụng bất hợp pháp công quỹ. Ông Vicara phủ nhận đã thực hiện các hành vi bất hợp pháp và buộc tội quốc hội đã khởi xướng việc luận tội ông vì lý do chính trị. Trong một ghi chú được ký bởi đức cha Erto Miguel Cabrejo Vidarte, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, yêu cầu các chính trị gia không được quên điều chủ yếu hiện nay, đó là cuộc chiến chống đại dịch, nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 30.000 người trong cả nước. Đây không phải là lúc để tạo ra chia rẽ bởi vì ưu tiên trong thời điểm quan trọng này là duy trì tình liên đới, là điều quan trọng cho việc ứng phó đối với cuộc khủng hoảng y tế, xã hội, kinh tế và chính trị. Đối với những cản trở liên quan đến ông vicara Đức cha Cabrillo khuyến nghị các cuộc điều tra phải được tiến hành tuân theo hiến pháp và luật pháp bởi vì sẽ là vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được việc lợi dụng tình hình này để làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến cả nước, nhất là những người dễ bị tổn thương. Do đó, Hội đồng giám mục kêu gọi chính phủ và quốc hội đi theo con đường đối thoại và bảo đảm bầu cử tự do vào tháng 4 năm 2021. Với cái nhìn này, Giáo hội nhấn mạnh rằng điều cần thiết là tránh hỗn loạn chính trị và khủng hoảng thể chế, bởi vì đất nước và người dân đòi hỏi và hy vọng vào điều đó và chúng ta phải nghĩ đến lợi ích của Peru quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Kỳ tư hữu Nigeria kiên cường hơn những kẻ khủng bố Kính thưa quý tín giả, trong buổi đọc kênh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero trưa ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco hiệp nhất với lời kêu gọi của các giám mục Nigeria cầu nguyện cho người dân ở khu vực phía bắc nước này những nạn nhân của bạo lực và các cuộc tấn công. Các giám mục Nigeria đã đưa ra sáng kiến 40 ngày cầu nguyện cho sự cứu thoát quốc gia bắt đầu từ ngày 22 tháng 8. Các nạn nhân của tàn sát khủng bố là những người dân vô tội, nhưng đặc biệt là các ký thơ hữu, thiểu số ở miền Bắc nơi hồi giáo chiếm đa số theo một tổ chức từ thiện hàng đầu nigeria đang trở thành nơi sát hại các ký tớ hữu dữ dội nhất trên thế giới do các cuộc tấn công của các tay súng boko haram và nhóm người chăn nuôi fulani tổ chức quan tâm ký tớ hữu quốc tế một tổ chức đại kết phi chính phủ phi đảng phái Ước tính, có khoảng 50.000 đến 70.000 ký tơ hữu đã bị giết trong thập kỷ qua tại quốc gia ở Tây Phi này, quốc gia có đông dân nhất của châu Lục. Còn trong một báo cáo mới đây có tựa đề Nigeria, cánh đồng chết chóc của những ký tơ hữu không thể tự vệ, Hiệp hội Quốc tế về quyền tự do dân sự và pháp quyền cho biết, có từ 11.500 đến 12.000 ký tơ hữu đã bị giết ở Nigeria kể từ tháng 6 năm 2015 và trong hai tháng đầu năm 2020 đã có 350 cây tô hữu bị giết ở Nigeria. Nigeria có 206 triệu dân, gần như được phân chia đồng đều giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Hồi giáo là tôn giáo chính ở miền Bắc và Kitô giáo chiếm đa số ở miền Nam. Nhưng hầu hết các vụ giết người đều diễn ra ở vành đai trung tâm của Nigeria, nơi hai nửa đất nước gặp nhau. Đặc biệt, các cuộc tấn công của những người chăn nuôi Fulani đã có tác động tàn phá đối với nông dân Kitô giáo. Hàng ngàn nông dân đã bỏ chạy, bỏ lại những vùng đất nông nghiệp màu mỡ. Ông Nathan Johnson, giám đốc tổ chức quan tâm ký tế hữu quốc tế khu vực châu Phi, nói với hãng tin Krups, nếu không có đất, họ không còn khả năng trồng trọt để nuôi sống bản thân và gia đình. So sánh với việc bách hại Kitô hữu ở các nơi khác trên thế giới, việc bách hại ở Nigeria dữ dội hơn vì có ba tổ chức khủng bố lớn nhất trên thế giới. Boko Haram đã hoạt động ở Nigeria từ năm 2009 và ISIS đã thành lập một nhóm nhỏ lẻ ở đó vào năm 2015 có tên là tỉnh nhà nước Hồi giáo Tây Phi. al -Sabat hoạt động ngoài Somalia và chủ yếu ở Đông Phi. Ngoài ra còn một nhóm khác ít được biết đến hơn mà chúng tôi gọi là các chiến binh Fulani. Đây là một nhóm cá nhân thù địch tấn công các cộng đồng nông dân Kitô giáo trên khắp vành đai miền trung của Nigeria. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ dân quân vì có nhiều người Fulani ôn hòa, nhưng cũng có những nhóm bạo lực trong số họ sử dụng nó như một hình thức ngụy trang. Kể từ năm 2010, ước tính có khoảng 50.000 đến 70.000 Kitô hữu đã bị giết ở Nigeria bởi ba nhóm này. Cuộc bách hại này có một số lý do khác nhau dựa trên các nhóm và vị trí. Đối với Boko Haram, họ muốn loại bỏ mọi ảnh hưởng của phương Tây trên Nigeria và họ cho rằng Kitô giáo cũng là một phần. Họ cũng tìm cách tạo ra một chế độ hồi giáo ở vùng đông bắc của đất nước. Nhóm nhà nước hồi giáo rất giống với Boko Haram về lý tưởng, nhưng họ cũng có những lý do khác. Họ thường tấn công các Kitô hữu để trả thù cho những cái chết và các cuộc tấn công vào nhóm nhà nước hồi giáo và những người hồi giáo khác trên thế giới. Một ví dụ về việc này là vụ hành quyết 11 Kitô hữu trên vào đêm giáng sinh năm ngoái, năm 2019. Trong video quay lại cảnh hành quyết, nhóm nói rằng những vụ giết người này là để trả thù cho cái chết của Abu al Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh nhóm ISIS. Đối với các chiến binh Fulani, đây là một vấn đề rất phức tạp với các tác động kinh tế, xã hội, sắc tộc và tôn giáo. Đối với động lực kinh tế, xã hội, người Fulani chủ yếu là những người chăn nuôi di cư, cần có đất đai. Các cộng đồng nông dân Kitô giáo ở vành đai giữa của Nigeria cũng cần có đất đai ở vùng đất này. Điều này tạo ra căng thẳng khi gia súc được chăn thả trong các trang trại hoặc các trang trại trồng hoa màu tại nuôi gia súc. Về lý do sắc tộc, người ta tin rằng người Fulani trong lịch sử sở hữu phần lớn miền bắc Nigeria ở nơi được gọi là Sokoto Caliphate, chế độ hồi giáo ở bang Sokoto. Do đó, một số người nghĩ rằng Fulani đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát những gì họ coi là đất của họ. Điều này dẫn đến việc họ sẽ tấn công và chiếm đất từ những người không phải là Fulani. Cuối cùng, động lực tôn giáo xuất phát từ thực tế là người Fulani chủ yếu là người Hồi giáo. Khi tấn công những ngôi làng nông nghiệp này, họ thường đốt phá nhà thờ, giết chết các mục tử và phá hủy nhà cửa và cửa hiệu của ký tơ hữu. Chưa bao giờ nghe nói về việc một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy hoặc imam bị giết trong những cuộc tấn công này. Vì vậy, có một dấu hiệu rõ ràng rằng ít nhất là họ ghét Kitô giáo, nếu không đến mức trắng trợn nhắm vào Kitô hữu. Ông Johnson cho biết rằng, từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy cho đến khoảng năm 2015, các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Boko Haram đã khiến chưa gần như tất cả Kitô hữu ở bang Borno, miền bắc Nigeria, biết mất. Chúng bao gồm vụ giết hại 11 ký tơ hữu vào đêm Giáng sinh năm 2019, vụ sát hại một chúng sinh tên Robin Daylock, cũng như vụ bắt cóc các nữ sinh ở Chibok và Dapchi là hai nhóm hàng trăm nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc vào năm 2014 và 2018. Theo ông Johnson, rất khó để chiến đấu chống lại nhóm Boko Haram vì bất kỳ nhóm du kích bản địa nào cũng sẽ cực kỳ khó để đánh bại họ có thể chen lẫn vào dân chúng và có thể dễ dàng tuyển dụng thành viên mới mà không gây nghi ngờ. Chiến thuật của họ cho phép họ tiến hành một cuộc tấn công và sau đó nhanh chóng trà trộn trở lại vào giữa dân chúng. Ông nhận định rằng chính quyền trung ương Nigeria cần phải thu phục người dân bang Borno để chấm dứt mối đe dọa do Boko Haram gây ra. Đồng thời các nhà chức trách cần ngăn chặn các trường hồi giáo cực đoan hóa và gửi những thiếu niên cho nhóm khủng bố. Chính quyền cũng phải làm tốt hơn nữa trong việc chăm sóc nhiều trẻ mồ côi ở bang Borno đang bị bọn khủng bố săn đuổi. Cuối cùng, chính quyền phải ngăn chặn các vụ bắt cóc và trộm cắp, giúp tài trợ cho nhóm khủng bố. Tuy nhiên, giữa muôn vàn đau khổ, bách hại, các nhóm hồi giáo cực đoan Boko Haram và các quân nhân Fulani không thể quét sạch Kitô giáo ra khỏi Nigeria. Ông Johnson khẳng định rằng khả năng phục hồi của cộng đồng Kitô giáo ở Nigeria mạnh hơn chủ nghĩa khủng bố. Ông nói với hãng tin Cruz, nếu Boko Haram được phép tạo ra một chế độ do một lãnh đạo hồi giáo cai trị, họ sẽ giết tất cả các Kitô hữu mà họ tìm thấy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Kitô giáo ở Nigeria chấm dứt. Tin mừng lan truyền ở những khu vực bị bách hại dữ dội nhanh hơn bất cứ nơi nào khác, bất kể nhóm này làm gì, tin mừng sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Chúa Kitô có thể và sẽ ban sức mạnh để giữ vững đức tin trong những tình huống thảm khốc. Đây không phải là một điều mà cá nhân tôi đã trải qua, nhưng là điều đã được chứng kiến qua nhiều vị tử đạo và những tấm gương đức tin trong suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta thấy những tấm gương như các tông đồ, những người hầu như đã bị giết theo những cách khủng khiếp, các nhà truyền giáo như Eric Lindell và Jim Elliot và Ned Sen và nhiều Kitô hữu hàng ngày chịu chết mà không từ bỏ Chúa Kitô. Đó là một minh chứng đáng kinh ngạc cho lòng trung thành của chú Kitô đối với con cái của người. Lidder, một vận động viên người Scotland nổi tiếng trong bộ phim Carriers of Fire, những cốt xe lửa, được sản xuất năm 1981, đã chết trong một trại tập trung của Nhật Bản ở Trung Quốc vào năm 1945, nơi ông đã phục vụ như một nhà truyền giáo từ năm 1925. Eliot và Saint là những nhà truyền giáo người Mỹ bị giết vào năm 1956, trong khi cố gắng truyền đạo cho người Huarani ở Ecuador. Ông Johnson lưu ý rằng, tổ chức quan tâm Kitô giáo quốc tế cũng đang tìm cách giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại trên khắp châu Phi. Ông nói, hiện tại chúng tôi đang nỗ lực cung cấp các trang trải cho các nạn nhân trong các vụ tấn công ở Nigeria, cũng như chỗ học cho trẻ em và gia đình phải di rời ở Nigeria, Kenya, Pakistan, vân vân. Chúng tôi cũng đã làm việc tích cực để đảm bảo cho việc trả tự do cho Miriam Ibrahim ở Sudan, người đã bị kết án tử hình vì tội cải đạo. Vatican News, tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Chứng tá của bà Corrie Ten Boom kiên vững trong niềm tin vào Đức Kitô và Kinh Thánh thừa hưởng lòng đạo đức từ cha mẹ. Bà Cory Ten Boom lớn lên trở thành một kỳ tơ hữu tốt, say mê kinh thánh. Trong những năm trước khi Đức Quốc xã chiếm đóng, bà dành nhiều thời gian cho việc phục vụ người khác. Cụ thể, bà điều hành một câu lạc bộ trẻ cho những ai muốn tham gia các hoạt động bác ái phục vụ trẻ quyết tật. Nhưng chính những gì xảy ra sau cuộc xâm lược năm 1940 đã làm cho chứng tá can đảm Kito của bà trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Cùng với cha và chị gái, bà Cori đã trở thành một thành viên tích cực của kháng chiến Hà Lan. Họ đã xây một căn phòng bí mật trong ngôi nhà để làm nơi trú ẩn cho hơn 800 người Do Thái và những người tị nạn khác trong nhiều năm. Vào năm 1944, đức tin của bà bị thử thách một người trong số những người mà gia đình bà cho trú ẩn đã phản bội họ. Đức Quốc xã đã bắt họ cùng với khoảng 30 người khác trong lúc họ đang cầu nguyện. Ông Casper Ten cha bà đã chết 10 ngày sau đó trong tù, còn bà Cory bị biệt giam nhiều tháng và sau đó bị đưa đến trại tập trung cùng với bà Bessie. Mẫu gương cao quý của ông Casper đã ảnh hưởng rất nhiều đến những người con. Những lời sau cùng của ông được ghi lại cho thấy tinh thần bất khuất của ông. Trong tù, Đức Quốc xã đã đề nghị trả tự do cho ông vì ông đã 84 tuổi. Ông trả lời: "Nếu hôm nay tôi trở về nhà, ngày mai tôi sẽ mở cửa cho bất cứ ai gõ cửa xin giúp đỡ." Họ nói với ông rằng, việc giúp người Do Thái có thể khiến ông phải trả giá bằng mạng sống. Ông trả lời, đó là niềm vinh dự nhất đối với gia đình tôi. Đầu tiên, hai chị em bà bị đưa đến một trại tập trung chính trị và sau đó đến Ravenbrick, một trại lao động dành cho người phụ nữ. Họ đã tìm cách mang theo một cuốn kinh thánh và đã sử dụng để cầu nguyện bí mật cùng với các tù nhân khác. Sức khỏe của bà Betsy trở nên tồi tệ hơn rất nhiều do sự đối xử tàn bạo của lính canh và môi trường khắc nghiệt. Và bà đã qua đời vào tháng 12 năm 1944 ở tuổi 59. Trước khi chết, bà nói với Cory không có hố sâu nào sâu thẳm bằng tình yêu Chúa. Bà Cory trân trọng những lời này trong suốt phần đời còn lại của bà. Gần như một phép lạ, bà Cory được cho về nhà chỉ 15 ngày sau đó. Sau chiến tranh, bà phát hiện bà được thả do một lỗi của văn thư một tuần sau tất cả phụ nữ trong độ tuổi của bà bị đưa đến phòng hơi ngạt điều cũng đáng kinh ngạc sáu người tị nạn đang ở nơi ẩn náu trong nhà của bà vào thời điểm cuộc đột kích vẫn không bị phát hiện trong nhiều ngày họ ở trong căn phòng nhỏ không có đồ ăn thức uống cho đến khi các nhân viên cứu hộ có thể đưa họ đến các địa điểm khác khi ở trong tù bà đã biết được tin tốt này trong một bức thư được mã hóa đảm bảo với bà rằng tất cả đồng hồ trong tủ của bà đều an toàn. Sau khi nhiều người thân qua đời trong chiến tranh, người cha, người chị, người anh và cháu, bà Cô đã cống hiến phần đời còn lại cho sứ vụ chia sẻ đức tin và những trải nghiệm. Bà đã đi đến khoảng 60 quốc gia như một diễn giả và người truyền bá tin mừng về sức mạnh tha thứ trong Đức Kitô. Tuy nhiên, có lẽ chứng tá tình yêu Đức Kitô cao nhất của bà là vào năm 1947, khi một người đàn ông đến gần và xin được bắt tay bà. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, ngay lập tức bà nhận ra ông là một trong những người bảo vệ tàn ác nhất tại Ravenrick, một trong số nhiều người đã hành hạ và làm nhục bà và người chị làm sao có thể bắt tay người đàn ông này? Ông nói với bà rằng sau chiến tranh, ông đã hoán cải trở thành Kitô tô hữu và ông tin rằng Chúa đã tha thứ cho ông về tất cả những điều xấu xa ông đã làm ở trại tập trung. Nhưng ông cần chính bà nói với ông rằng bà đã tha thứ cho ông. Bà Cori đã làm như vậy và bắt tay ông. Trong những năm sau đó, bà Cori đã nhận được nhiều danh hiệu vì những việc làm trong chiến tranh Ví dụ, Israel đã vinh danh bà bằng cách đặt tên cho bà là người công chính giữa các quốc gia. Và vào năm 1975, một bộ phim có tên Nơi ẩn náu được thực hiện về cuộc đời của bà. Bà qua đời vào năm 1983, vào sinh nhật lần thứ 91. Điều này rất quan trọng vì bà có mối liên hệ với dân tộc Do Thái. Trong văn hóa Do Thái, người ta tin rằng được chết vào ngày sinh nhật của mình là một phước lành đặc biệt dành cho những người công chính đã hoàn thành sứ mệnh trên mặt đất một cách hoàn hảo nhất có thể. Bà Cory xây dựng cuộc đời mình dựa trên kinh thánh, vì vậy thật phù hợp khi một bảo tàng kinh thánh hiện đang vinh danh bà bằng một cuộc triển lãm mới. Bộ sưu tập của bảo tàng có một cuốn kinh thánh mà nhà truyền giáo nổi tiếng Billy Graham đã cho bà vào năm 1970 và bà đã sử dụng cho đến khi qua đời vào năm 1983. Triển lãm là một sự vinh dự tuyệt vời dành cho một người phụ nữ có niềm tin phi thường vào Kinh Thánh. Ban tổ chức của triển lãm hy vọng rằng điều này có thể giúp cho thế hệ tiếp theo tìm hiểu về người phụ nữ anh hùng và truyền cảm hứng cho họ noi gương đức tin bền bỉ của bà. cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio vatican của vatican news tiếng việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến